khai giảng luôn là một sự kiện rất đáng nhớ đối với mỗi học sinh. Và với các Windsor Central Park, buổi lễ này hôm nay rất đặc biệt bởi vì đây là lễ khai giảng đầu tiên của trường, đồng thời đánh dấu bắt đầu từ năm học này, WinSchool trở thành hệ thống giáo dục lớn nhất Việt Nam. Các thầy cô giáo ở các nơi tụ hội về đây để chia sẻ một khát vọng, một ước mơ để xây dựng trường của chúng ta thành một trường Việt Nam dành cho người Việt Nam, nhân với những tiêu chuẩn và đẳng cấp quốc tế. Ham học, chủ động, chính trực, quan tâm và tôn trọng. Hãy trở thành những Windsor văn minh và chúng ta hãy cùng nhau xây dựng hình ảnh Windsor từ những điều nhỏ bé. Con cũng cảm thấy rất vui khi được làm một học sinh tại trường phổ thông liên cấp WinSchool Central Park. Để trở thành một Windsor có ích cho trường, con cũng sẽ quyết tâm học tập thật giỏi. Phấn đấu trở thành những công dân tương lai của thế kỷ 21.